Kính bạch quý sư, sư cho con hỏi. Chồng con hay hỏi con rằng nếu ai cũng đi tu thì ai làm ra đồ ăn để ăn, ai sẽ kiếm tiền? Mặc dù biết câu hỏi chỉ là ở điều kiện lý tưởng không thể xảy ra, nhưng với cái trí hạn hẹp của con không biết nên trả lời thế nào. Con kính mong sư hoan hỷ giải đáp thắc mắc này. Thì nó dễ thôi mà. Quý vị chỉ... thì nó cũng y chang như cái câu là bây giờ nếu như mà không có tội phạm thì công an thất nghiệp hết. Hoặc là bây giờ nếu như mà thế giới này không có đàn bà thì chắc đàn ông họ cũng chết hết. Hoặc là thế giới không có đàn ông chắc đàn bà họ cũng chết hết. Thì nó đại loại như vậy đó. Tức là những câu nói mình chỉ nói cho vui thôi chứ còn thực tế không bao giờ xảy ra. Thì một khi mà nó đã như thế thì quý vị để ý làm cái gì? Bởi vì hoặc là sư nhớ ông bà mình có một cái câu nó rất là hay. Nó là gì? Lo bò trắng răng. Trả lời câu lo bò trắng răng. Đơn giản thế. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.